Chào toàn thể quý vị của các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Súp Nhật Việt. Và hôm nay trong cái chương trình giới thiệu sản phẩm này, tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm nữa mới nhập bên Nhật về. Đây, trên màn hình của các bạn. Đây là thẻ bài Sudoku 7 viên ngọc rồng. Mỗi một cặp ở đây của tôi có hơn 100 lá, gồm rất là nhiều những cái quân bài khác nhau. Tôi thử xem, chúng ta thử cùng xem bên trong nó có những cái quân bài như thế nào nhá. Đây, như bạn thấy rất là nhiều những cái bộ bài này, cái quân bài với các hình tượng khác nhau. Đây, các bạn thấy, tôi sẽ thử review giới thiệu một cái bộ bất kỳ nha. Đây, như là bộ này này, gồm những cái quân bài như thế này. Đây là mới 99,9% luôn nha các bạn. Nhập bên Nhật về nên là chất lượng rất tốt, rất là cứng, đúng là mới, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy, rất là đẹp mới. Một bộ hơn 100 lá này chỉ có 300k thôi, rất là rẻ, tính ra chỉ có mấy nghìn một lá. Xuân Vũ Hàn. Đây là sửa dây da cấp 2 đấy. Bảy màu như màu sắc cầu vồng rất là đẹp. Các bạn nhìn nghiêng dưới ánh đèn, loay 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 sáng rất là đẹp nhá. Các bạn thấy đấy. Cái bộ bài còn mới nên cầm rất là chắc tay, cầm rất là thích. Các bạn thấy có thể mua để chơi hoặc là sưu tập, khoe bạn bè. Piccolo. Đỏ Super Rush Santan. Sudoku lên blue. Các bạn thấy ở trên đây này, có ghi là HP, sức tấn công và phòng thủ. Đấy. Quân bài rất là đẹp. Bài bố nhìn rất là thích mắt luôn. Nhìn nó đẹp, có 7 màu, nhìn như kiểu là màu sắc cầu vồng luôn, nhìn thích mắt lắm. Thank you.
Calic. Em một anh bạn rất là ngầu trong bộ truyện đấy, ngầu rồng. Krinin, đầu trọc. Đây là Son Goku khi còn nhỏ đấy. Vegeta. Chuyện hồi xưa thì tên của anh bạn này là Kalik. Kadik đúng không? Đúng rồi. Chuyện hồi xưa thì anh bạn này tên là Kadik. Và bây giờ chuyển sang hoạt hình với thẻ bài người ta gọi là Vegeta. Ma vui đẹp trai. Đây là ma mư gầy đúng không? Những con bài rất là đẹp, nhìn rất là thịt mắt luôn. Bảy màu, anh với anh đèn là rất là đẹp. Anh bạn bư mập này, ma bư mập, rất tốt bụng. HP 3000, sức tấn công 3001 đây, phòng thủ 2000. Thần hủy diệt. Đây một con mèo rất ham ăn và ham ngủ. Son Goku lên siêu dây ra cấp 3. Nhìn tóc rất dài và trông rất là ngầu. Như được mạ vàng lên, trông bắt mắt nha. Cầm khoe bạn bè rất là sang luôn nha.
Quân bài này đang còn mới, mới cứng 100% nên đang còn được mọc trong cái tổ bóng, rất là đẹp. Bảo quản rất là kỹ lưỡng. Ôi tàn hủy diệt này nhìn trông cái mặt thổn thế này. Đây còn rất là nhiều nữa. Đây. Ngoài những cái thẻ bài Sunoku này ra, chúng tôi còn có cả những cái thẻ bài như bạn thấy đây, thẻ bài Yui. Đây. Rất là nhiều. Nếu bạn có nhu cầu muốn cái mua cái, những cái bộ thẻ bài này, các bạn có thể liên hệ đến shop qua số hotline là 0983 13 1528. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn 24/7. Và mỗi một cọc như thế này có giá là 300k. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua thì có thể gọi điện hoặc là comment xuống ngay dưới video của tôi. Nếu có gì cần giải đáp hay có gì thắc mắc hay là cần nhờ tìm một cái quân bài bất kỳ thì các bạn cũng cứ comment xuống dưới, tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và nếu các bạn thấy hay, thấy bổ ích thì các bạn có thể like hoặc là có thể share để cho những người bạn của bạn nữa có thể biết được những cái bộ bài này và có thể được sở hữu những cái bộ bài rất là đẹp và hấp dẫn này nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.